kiểm tra cái tài khoản 5113 xem nào. Không, phải xem ở bậc 3 em ạ. Bậc tài khoản là bậc 3. Phải xem bậc 3 thì mới nhìn được cái chi tiết chứ. Click vào nạp đây này. Bậc này. Vâng, 5113. Chắc cái chuyển đúng không? Rồi. Có 63 triệu. Tháng 1, tháng 3 rồi. Rồi, bây giờ cách chuyển lại lỗ đi. Rồi, mở bảng cân đối số phát sinh ra thì xem. Nói chung là cũng hiểu về cách làm rồi đúng không? Vâng. Kể cả giá thành mà mình tách ra làm hai giai đoạn như thế cũng hiểu rồi đúng không? Vâng. Rồi. Thuế chưa làm đúng không? Khấu trừ thuế. Thuế em làm rồi đấy ạ. Thuế làm rồi à? Vâng, thuế cũng khớp rồi chị ạ. 3333. Đâu? Nhìn như thế này thì chứng tỏ là chưa khấu trừ này. À. Em ông chắc em làm rồi chứ nhỉ? Ờ chắc là xóa rồi. Rồi khấu trừ lại đi xong rồi để chị kiểm tra xem còn vấn đề gì nữa. À, chị dạy em lên phần quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp. Tức là khi mà mình cân đối xong tất cả các cái chỉ tiêu ấy. Đấy mới lập tờ khai thôi. Còn phải vào khấu trừ thuế ở trong thứ ba này. Còn kết chuyển. Ừ, kết chuyển thuế hay còn gọi là khấu trừ thuế đấy. Hôm đấy em chỉ làm đến đây thì em thấy nó khớp rồi thì em cứ để Xem rồi, ok. Đây khấu trừ thuế đây đúng không chị? Đúng rồi. Đây là có nghĩa đầu vào thì được từng này đúng không? Vâng. Đầu ra từng này đúng không? Vâng. Chứng tỏ là quý này em phải nộp thuế đúng không? Vâng. Rồi, và báo cáo. Cái bút toán khấu trừ em hiểu không nhỉ? Vâng ạ. Có hiểu không? Bút toán khấu trừ. Có nghĩa là ví dụ mình phải nộp thuế thì nó sẽ là 333. Không, bây giờ chỉ giải thích này. Bao giờ bút toán khấu trừ thuế nhá, khi mà mình có lấy vào khấu trừ thuế thì phần mềm nó sẽ tự động sinh ra cho em một cái chứng từ nghiệp vụ khác. Đây, chị vào phân hệ chứng từ nghiệp vụ khác này. Nó sẽ sinh ra cho mình một cái bút toán là khấu trừ thuế ở đây. Bút toán khấu trừ thuế bao giờ cũng sẽ có định khoản nợ cho tài khoản 33311, có cho tài khoản 133. Số tiền thì phần mềm sẽ lấy ở đâu mà đặt lên bút toán này. Phần mềm sẽ so sánh số thuế giá trị gia tăng đầu vào và số thuế giá trị gia tăng đầu ra. Nếu số thuế giá trị gia tăng đầu vào ít hơn số thuế giá trị gia tăng đầu ra thì sẽ được đặt lên số tiền ở cái định khoản tương ứng của việc khấu trừ thuế quý đấy. Thế trong trường hợp ngược lại, nếu số thuế giá trị gia tăng đầu ra bé hơn thì phần mềm sẽ lấy số tiền đầu ra đặt lên đây. Trong trường hợp mà lấy số tiền đầu ra đặt lên đây chứng tỏ là mình đang được khấu trừ, tức là đầu vào trừ đầu ra dương. Thế còn trường hợp ngược lại, bao giờ cũng sẽ định khoản nợ cho tài khoản 3331, có tài khoản 133 ấy, 31. Nếu trong trường hợp ngược lại ấy, thì có số tiền thuế giá trị gia tăng đầu vào này này, nó ít hơn như cái trường hợp của mình đây này. Nó ít hơn mà đầu vào thì tương ứng với chỉ tiêu 22 trên tờ khai thuế, tức là số thuế giá trị gia tăng còn được khấu trừ của kỳ trước chuyển sang kỳ này. Rồi cộng với số thuế giá trị gia tăng đầu vào của cái kỳ này nữa. Mà bé hơn cái số thuế giá trị gia tăng đầu ra, tức là mình tính cả cái đầu kỳ cộng với phát sinh trong kỳ nhá. Mới so sánh cái đầu ra, riêng đầu vào thì được như thế. Còn đầu ra đương nhiên là quý trước mà phải nộp thuế thì đương nhiên là phải nộp rồi đúng không? Làm gì được bù trừ đâu. Đấy, cho nên bản chất của cái định khoản thuế này bao giờ cũng phải là đặt bút toán y chang thế này. Chỉ có điều là em hãy nhìn xem ở trên này số tiền nào bé hơn. Chắc chắn phần mềm sẽ tự động lấy lên đây. Thực ra phần mềm lấy là đúng rồi, nhưng vấn đề chỗ là mình vẫn phải hiểu bản chất của nó. Rồi, thế bây giờ nhá, về bản chất của kế toán là khi em làm xong cái tờ khai thuế của từng quý một đi. Giả sử như là tờ khai của quý 1 này,
Em đang phải nộp 98 triệu 555 547. Vâng. 98 555 547. Và cũng là khớp với cái tờ khai mình đã nộp rồi đúng không? Vâng ạ. Một ba ba ở đây này, nó sẽ dư ra cái số tiền này, chị sẽ giải thích sau. Bây giờ đi kiểm tra cái số tiền 3331. 3331. Đầu kỳ em đang nợ thuế VAT à? Vâng. Thế em thử lấy nhá. 438. Có nghĩa là như thế này thì đầu kỳ em đang nợ thuế đấy. Nợ thuế vào mãi tháng 4 em mới nộp được một ít. Thì đến cái tháng đấy thì mình sẽ định khoản sau chị nhỉ? Đúng rồi, chính xác. Tại thời điểm hết quý 1 này này thì bên em vẫn nợ thuế. Tức là em phải lấy 438 này, 265, 245 này, cộng thêm với 37 triệu đúng không? Cái này là cái phần khấu trừ nhá. Cộng thêm, em sẽ lấy cho chị 438 này, 265 này, 245, cộng thêm với 95 triệu ấy. Bao nhiêu đấy nhỉ? Đây nha, chị xuất khẩu cái này ra đi. À, nói chung là phải có một cái bút, cái giấy ở đấy để mà ghi các số liệu cần chốt ấy. Rồi, bây giờ lấy đi nào. Lấy, tức là ý chị muốn kiểm tra này, xem cái số tiền thuế giá trị gia tăng phải nộp cuối kỳ là chừng đây, 536.820 sẽ bằng 400 này. Đây này, 438 này, cộng với cái số tiền thuế vì em chưa nộp tí nào. Tức là đầu năm nộp là 436 mà cộng thêm cả cái tờ khai thuế này nữa này. Là 95. 98 555 547. Ghi vào đây, 98 555 547. Cộng với rồi, 438. Đúng không? Tức là như thế này là hiểu là có nghĩa là mình đang làm đúng không? Số liệu cuối cùng của mình đang còn nợ đến 31 tháng 3 là từng này. Còn sang tháng thứ em nộp từng nào thì nó sẽ tự đối ứng nó thôi. Thì nó sẽ giảm cái nợ thuế giá trị tăng với ngân sách nhà nước đi nhá. Cái đấy thì ví dụ nộp thuế rồi mình định khoản nó theo cái tờ khai mình nộp thuế đúng không chị? Không phải, giả sử như đầu kỳ mình còn phải nộp là 438. Trên tờ khai em mình 100 triệu rồi ấy. Ừ thì nó sẽ trừ đi khi mà nộp đúng không? Dạ. Thì em nộp bằng ngân hàng hay là nộp bằng tiền mặt? Thông thường là nộp bằng ngân hàng. Ừ, thì em vào phân quỹ quỹ, click vào chi tiền. Ừ, rồi nợ cho tài khoản 3331, có tài khoản 111. Đối tượng, lý do chi ở đây là chi nộp tiền thuế giá trị gia tăng. Còn khi mà mình diễn giải chính từ nghiệp vụ khác thì nó sẽ là thuế giá trị gia tăng, đúng không chị? Cái phần chứng từ nghiệp vụ khác thì khi mình tự động khấu trừ thuế, phần mềm tự động khấu trừ cho mình rồi. Mình không cần phải làm gì. Mình không cần phải làm cái đấy gì đúng không? Đúng rồi, mà khi mình nộp thuế thì cái chỗ lý do là chi là mình chọn chi khác này. Thì cái nội dung chi này mình thay vì chi khác thì mình ghi là nộp tiền thuế giá trị tăng quý 1 năm 2016 là 95 triệu mấy đấy. Hoặc là em nộp một cách là bất kỳ, không phải là quý nào cả. Thì em sẽ ghi là nộp tiền thuế giá trị tăng của năm 2015 đấy, đang còn nợ chẳng hạn. Nợ cho tài khoản 3331, có tài khoản 111. Thì phần mềm sẽ tự động đối ứng, lấy cái phần có trừ phần nợ thì ra số tiền em còn nợ. Nộp đến bao giờ hết cái tiền thuế giá trị tăng còn nợ này thì thôi. Rồi, đó là về vấn đề thuế giá trị tăng đầu ra nhá. Thế còn đầu vào, về nguyên tắc này. Ở đây, như ở trên cái tờ khai thuế giá trị gia tăng này này, chị phân tích tiếp về tờ khai nhá. Đây, như trong cái tờ khai thuế của quý 1 năm 2016 thế này. Có nghĩa là bên em đang phải nộp thuế, đúng không? Mà đang phải nộp thuế thì có còn được khấu trừ thuế nữa không? Không. Ừ, không còn được khấu trừ thuế. Trong khi đó, nếu như cái số dư 133 này mà nó rơi vào ấy quý 4 năm 2016 là cái chỗ này cần phải xem lại. Vì có một số hóa đơn chứng từ em kê khai thừa. Thừa. Có nghĩa là không phải thừa. À, không, không, đây là chị đang nói là nếu mà trong trường hợp quý 4 năm 2016. Còn cái này hình như chị nói với em một lần rồi. Vâng, đúng rồi ạ. Có nghĩa là em kê khai hóa đơn tháng 3. Nhưng mà sang quý 2 em mới lập ở tờ khai quý 2. Thì đương nhiên nó sẽ dư cái tiền thuế này. Thì mình không cần, có nghĩa là
như thế này không phải là sai, nhưng mà đến cuối năm mà nó thế này, mà trong cái tình huống này là nó đang sai. Đấy, rồi ok nhá. Thế nhưng mà ví dụ trong cái trường hợp mà quý 4 của 2016 mình vẫn còn sót một số hóa đơn ấy, thì mình có được kê khai vào năm sau không chị, hay là cái hóa được. Đơn đấy mình chỉ ấy thôi ạ? Được. Quý 4 năm 2016 mình sót thì mình sẽ kê khai vào quý 1 năm 2017. Tuy nhiên nhưng mà chi phí thì lại phải tính, thì không sẽ không được tính chi phí mà mình phải tính của năm 2015. Chi phí thì tốt nhất là mình tính ở năm 2016. Nhưng mà tốt nhất là khi mà mình làm báo cáo tài chính ấy, mình sẽ phải rà soát tất cả các cái hóa đơn. Ví dụ như người ta còn nợ hóa đơn của mình đi. Họ đang nợ hóa đơn mà em chắc chắn là cái chi phí đấy nó sẽ phát sinh vào trong năm 2016, đúng không? Ví dụ như chi phí quản lý doanh nghiệp đi. Là tiền điện hoặc tiền nước ấy, mà nó hoặc tiền thuê nhà đi. Mà nó sẽ rơi vào năm 16 chứ không phải là năm 17. Thì em sẽ định khoản cho chị là nợ 642 hoặc nợ 154 có 335. Hiểu không? Thế khi mà sang năm 17 em nhận được cái hóa đơn đấy, em định khoản nợ cho tài khoản 335, nợ cho tài khoản 133 để phản ánh thuế. Có tài khoản liên quan. Em hình dung ra không nhỉ? Tức là 335 là chi phí trả trước. Tức là mình trả cho người ta là chi phí trả trước rồi, nhưng người ta lại chưa cung cấp hóa đơn cho mình. Nhưng thực chất là chi phí đấy nó nằm ở trong 2016 chứ không hề nằm ở 2017. Em hiểu chưa? Đây nhá, chị ví dụ này. Tháng 12 năm 2016 phát sinh cái tiền chi phí, như là chi phí tiền điện, tiền nước ấy, có phải là sang cái tháng 1 năm 2017 đúng không? Thì mới chi trả cái tiền. Chị ơi, em nghĩ là cái chi phí đấy mà làm báo cáo tài chính thì mãi tháng 3 năm cuối tháng, có nghĩa là cái cuối của cái quý đấy mình mới phải làm báo cáo tài chính chị nhỉ? Mình mới phải nộp ấy. Ừ đúng rồi. Đúng rồi. Cuối chi phí của năm 2016 mà được mà chị nhỉ? Được, thì đấy chính xác là có nghĩa là tờ khai ấy. Tờ khai nhá, thì mình có thể là đến hết tháng 1 mình mới bắt đầu kê khai thuế. Nhưng mà đến cái tháng 3 thì mới hết thời hạn để làm báo cáo tài chính, đúng không? Thế thì khi mà em thu thập tất cả các hóa đơn của cái năm 2016 này rồi, thì những hóa đơn nào em chưa kê khai ở trên tờ khai ấy, thì phần chi phí mình vẫn hạch toán tách nó ra, cũng treo vào tài khoản 335 được. Nợ cho tài khoản 642 có tài khoản 335 là cái số tiền trước thuế. Ví dụ như là 1 triệu tiền hàng, 100.000 tiền thuế và 1 triệu mốt là tổng thanh toán. Thì mình sẽ định khoản là nợ cho tài khoản 642 có 335. Như thế này mới là đúng này. Cái mà chị đang dạy này là 1 triệu. Rồi, thế sau đó sang năm sau nợ 335, nợ 133 có 111. Nợ 335 là bao nhiêu? 1 triệu 100, 1 triệu mốt. Đấy, hiểu chưa? À, em hiểu rồi. Rồi, có nghĩa là vẫn phù hợp, rất là phù hợp ở cái vấn đề là chi phí thì vẫn ghi nhận ở năm 2016 mà thuế thì sẽ ghi nhận vào năm 2017 và thông qua tài khoản 335. Như thế này mới là chính xác. Rồi, chứ nếu không, trong trường hợp cũng có một số kế toán làm thế này này, không thông qua tài khoản 335 nữa, mà có kế toán sẽ làm là nợ cho tài khoản 642 có 331 100.000. Sau đó thì tiếp tục nợ cho tài khoản 133 sang năm sau ấy, vào chứng từ nghĩa vụ khác. Đầu tiên là nợ cho tài khoản 642 có tài khoản 331 là 1 triệu. Sau đó nợ tài khoản 133 có tài khoản 331 là 100.000. Sau đó lại lập thêm một cái phiếu chi nữa, nợ 331 có 111 là 1 triệu mốt. Thì cũng được, được chưa? Nhưng nó không phù hợp bằng cái cách này. Ở cách này thì nhìn trên tài khoản người ta sẽ hiểu là 335 là chi phí trả trước của cái năm, chi phí mình đã phải chi từ năm 2016 rồi, và sang năm 2017 mình chỉ ghi nhận tiền thuế thôi nhá. Rồi như vậy tiền thuế, phần thuế của em cũng đã xong rồi. Bây giờ chị xem cái báo cáo quỹ một chút nhá. Tiếp tục này, vì chị đang dạy cho em làm của năm cuối năm ấy, cho nên em vào phải báo vào phần báo cáo quỹ, sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt, chọn cho chị là quý 1
Nói chung là phải làm cẩn thận. Như thế này thì cái số tiền mặc dù em ạ, trên cái bảng cân đối số phát sinh của mình nhá, số tiền của mình lúc nào nó cũng dương đúng không? Âm ngay ở trên bảng cân đối thì mình biết là sai rồi. Nhưng nó lúc nó lại có thể nó âm vào một số thời điểm khác nhau, nhưng mà cuối cùng thì nó vẫn dương. Đúng không? Thì em sẽ phải vào cái phần sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt này để kiểm tra không có một chỗ nào mà bị báo đỏ hết. Báo đỏ là ghi âm mà, có đúng nhỉ? Rồi. Đấy, thì bây giờ cái quỹ tiền mặt của em như thế này là nói chung là cũng là tạm ổn, bởi vì sao? Nó cũng không dư quá nhiều, nhưng tuy nhiên là nó cũng không bị âm tại thời điểm nào cả. Còn ngân hàng thì đơn giản là ngân hàng thì chẳng bao giờ cho âm tiền cả. Đúng không? Thì chả cần phải kiểm tra, chỉ có điều là mình kiểm tra xem là mình hạch toán có đúng hay không thôi. Thì vào ngân hàng sổ tiền gửi ngân hàng. Hiểu không nhỉ? Thế còn cái bó 341 này là gì đây? À, vay này là vay. Rồi vay ngân hàng cái gì? Ok, chuẩn chuẩn số tiền này đang còn nợ đúng không? Rồi, thế được. Nhưng mà 3388 này là cái gì đây? Cái này. Chắc là tiền mặt âm đúng không? Rồi. À, rồi, chị hiểu. Thế có nghĩa là vẫn chưa trả cho họ đúng không? Ừ, ok, rồi. Tức là nói chung là bây giờ mình đang kiểm tra các tài khoản xem nó đúng hay nói sai ấy. Tốt nhất là mình đã phải trả, người ta đã nộp cho mình qua ngân hàng ấy, thì mình cũng đẩy tiền qua ngân hàng để trả cho người ta qua ngân hàng luôn. Thì nó sẽ đúng sự thật. Rồi. Thế được rồi, cái này 338 này thì bây giờ nó chưa phát sinh gì. Được. Không. Cái đúng rồi, cái này chẳng ảnh hưởng gì, nhưng mà vấn đề chỗ là nếu mình muốn rõ ràng qua ngân hàng ấy, nếu mà thực tế mình chỉ vay vay theo kiểu là giấy tờ ấy thì mình coi bằng tiền mặt, còn nếu thực tế mà mình vay của người ta bằng tiền ngân hàng ấy thì tội gì mình không trả bằng ngân hàng cho rõ ràng em. Ừ. 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 À. Rồi rồi, chị hiểu rồi, có nghĩa là thực ra trên trên nội bộ là chung. Nhưng trên giấy tờ thì không không thể chung được, bởi vì công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Rồi ok. Được. Thì cả nói chung là cái vấn đề đấy thì mình qua ngân hàng thì nó sẽ rõ ràng, nhưng mà qua tiền mặt thì cũng không sao cả. Nói chung là mình chỉ là đúng rồi, bởi vì thực ra mà nói là mình không có tiền trả một lúc qua ngân hàng nhiều ấy, thì mình sẽ trả dần dần, mỗi tháng mình mang đến nhà người ta mình trả, thì mình nhờ người ta ký phiếu, ký tên vào đấy và phiếu chi ấy. Rồi. Ừ, đúng rồi, là phiếu chi bình thường, ký tá đầy đủ, đóng dấu của công ty vào. Rồi đấy, nói chung là bây giờ nhá, cái này có thể là một số cái gì thay đổi thì em có thể thay đổi sau. Để có gì chị kiểm tra cho, nhưng bây giờ chị sẽ dạy em nội dung mới. Đó là quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp. Thực ra này, không phải như thế này, đến đây là làm báo cáo tài chính ngay là sai. Trong cái quý 1 em có tạm tính nộp thuế thu nhập doanh nghiệp không? Không đúng không? Chị đã dạy em hát kia tờ khai thuế sang XML xong rồi nhập vào XML HTKK ấy. À, trên HTKK sau đó nộp thuế luôn không nhỉ? Chưa đúng không? Bây giờ em cài HTKK ở ngoài màn hình đi. Rồi bây giờ em mở HTKK ấy ra và đóng hết những cái này đi. À, không, phần mềm thì để lại, còn những cái này đi thì được bỏ đi thôi. Ừ. Cái này nó nâng cấp suốt đấy mà. Đúng rồi.
Bây giờ nha, em sẽ làm thế này cho chị này, rất là đơn giản mà không cần phải, chắc là ngày trước ấy chị nghĩ là em cứ phải nhập nhập vào đây đúng không, nhập tay vào HTKK đúng không. Bây giờ không phải làm như thế cho nó mất thời gian nữa. Sau khi mình lập tờ khai thuế ở đây thì mình sẽ click vào phần in, không phải xuất khẩu nha. Xuất khẩu này để chẳng qua là để lưu thôi. Cái này em cũng nên xuất khẩu. Chị dạy em một cái kinh nghiệm là khi mà quyết toán ấy, bên thuế sẽ bắt em là tất cả các hồ sơ đều xuất khẩu ra Excel hết để họ quyết toán cho nhanh. Thế thì em cũng tốt nhất em lưu một cái folder là tờ khai thuế xuất khẩu. Em xuất khẩu từ phần mềm này này ra cho người ta, lưu lại để sau này cần thì gửi luôn. Thế còn sổ sách thì mình cũng chiết xuất ra ấy, bằng Excel ấy. Ngoài việc là nếu mà em có bản quyền rồi em in trực tiếp từ phần mềm ra ấy, xong em cũng phải kết xuất ra năm nào kết xuất năm đấy, để chuẩn bị khi mà quyết toán họ bắt em gửi hết bản mềm đấy. Bây giờ em click vào in này, chọn hai cái phụ lục này này, rồi bấm in. Rồi, sau đó em ghi là xuất khẩu XML để nộp hoặc là nhập khẩu vào HTKK. Mà click vào đây ý, thì phần mềm bảo là bạn chưa thiết lập thông tin cơ quan thuế. Thôi, bây giờ phải đóng nó lại. Thường là các bạn làm bao giờ cũng bị lỗi này. Em vào phần nghiệp vụ, thuế, thiết lập thông tin đây đi. Gần như là 100% học viên đều bị lỗi này. Cái này là ví dụ như thanh xuân thì mình ghi. Đúng rồi, chi cục thuế quận nào đấy? Cơ quan thuế cấp cục là Hà Nội, Hà Nội quản lý thanh xuân. Đúng rồi.